diva hồng nhung tậu biệt thự xa hoa ở hollywood cơ ngơi mới nơi xứ người của hồng nhung tọa lạc ở đồi hollywood los angeles california mỹ cơ ngơi mới nơi xứ người của hồng nhung tọa lạc ở đồi hollywood los angeles california mỹ mới đây bằng kiều quang linh và một số người bạn thân thiết đã đến thăm căn biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện của nữ ca sĩ hồng nhung ở mỹ các nghệ sĩ ăn tối trong không gian sang trọng ấm cúng của gia đình hồng nhung bằng kiều chia sẻ lên nhà bạn của bống lê hồng nhung ăn tối mãi trên hollywood đi có tiếng rưỡi tới phải soi đèn pin leo trèo các kiểu mới lên tới nhà là ca sĩ nổi tiếng hồng nhung sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước cô từng xây ngôi nhà vườn rất rộng tại thành phố hồ chí minh nhưng đã bán sau khi ly hôn vì vậy khi tậu tổ ấm mới ở mỹ hồng nhung không ngần ngại đầu tư căn biệt thự có quy mô lớn và thiết kế hiện đại sang trọng trên cùng một mặt sàn hồng nhung thiết kế liền kề cả phòng khách phòng ăn, phòng ngủ và nhiều phòng sinh hoạt khác để tạo không gian rộng thoáng. Xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi, tôi sẽ tiếp thu ạ. À. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.